không biết rằng là có thể thực hiện được không. Mong sao rằng là cô bác anh chị sẽ tiếp tục ủng hộ. Cái này hai ông phụ cũng vất phết nhỉ. Mà ông ở dưới, mà ông ở trên. Anh báo là móc cả gạch lên đúng không? Nhìn các bác xem là đội thợ xây có ổn không. Cháu Khâm mến chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Các bác thân mến, hiện tại là giờ buổi chiều mọi người ạ. Anh em mình đang có mặt ở nền nhà của ngôi nhà của ba bé mồ côi. Chiều nay Khâm quay trở lại để xem anh em rằng là đang để một cái phần nữa cũng khá là quan trọng, những cái ô thoáng này. Đấy, sáng nay thì là anh em thợ mới thì có hai anh em đến sau là cũng chưa nắm được cái bản vẽ cũng như cái thiết kế ban đầu Khâm đâu, suýt nữa là quên để ô thoáng. Đấy, thì cũng phải để để xem tiếp. Hôm nay tiếp tục là đặt cái phần ống chờ dây điện. Đấy, mọi người ạ, một cái thời gian trôi qua, bây giờ thì ngôi nhà các bé cũng sắp xây được bằng khẩu rồi. Mười mấy hàng rồi anh Mỹ ơi? 13 hàng à? Đấy, 14 rồi. Hàng nữa thì là bằng khẩu rồi các bác ạ. Bây giờ vào là đã thấy rằng là nắng đã không chiếu vào được đây rồi. Cái này thì mai anh em mình sẽ có thêm góc quay từ trên cao cho các bác xem. Đặt ống chờ hết chưa anh? Đặt. Xem lại cái bản vẽ chưa? Xem. Bao nhiêu ống? Đoạn bên kia một đoạn thông qua cái nhà cũ. Bao nhiêu ống? Tất cả bao nhiêu ống rồi? 4, 5, 7 ống. Cái này vẫn phải chống à? Cái này đổ hôm qua rồi mà đúng không? Đổ hôm qua nhưng mà chống để mình xét gầy lên trên. Mai thôi cứ chống vào đi. Đúng chính xác là mình thu phòng khách vào một chút thì phòng ngủ được rộng hơn rất là nhiều. Phòng khách nhà này thì là hẹp hơn A Mỹ một chút. Hẹp hơn 30 phân nhỉ? Vâng. Ừ, hẹp hơn 30 phân. Cái lúc đo đạc thì hẹp hơn 30 phân, tuy nhiên là cái lúc xây dựng lên thì cái phòng ngủ là rộng hơn Khâm dự tính độ khoảng 10 phân và thiếu của phòng khách 10 phân, nhưng mà không sao. Đối với các bé mồ côi thì cái phòng ngủ nó rộng như thế này cũng rất là tiện cho các bé, không gian sinh hoạt hai chị em. Phòng khách thì tới này nhà nào cũng thế thôi, cũng sẽ có khách. Tuy nhiên thì ba bé mồ côi không cha không mẹ không nghĩ rằng là phòng khách cũng một cái diện tích này cũng hợp lý rồi. Mặc dù thông tin của các bác thì là sai dự tính của mình đi. Đấy, tức nghĩa phòng ngủ phải lùi vào thêm 10 phân nữa. Và phòng khách là phải để chừa ra 10 phân nữa. Nhưng mà bây giờ xây dựng lên rồi, được cái này thì mất cái kia thôi. Hiện tại là nắng chiều. Đấy, hôm nay nắng chiều rất là đẹp các bác ạ. Ngôi nhà thì mỗi ngày một cái hàng gạch mới, mỗi ngày một cái tiến độ mới. Mới đầu sợ là chậm tiến độ, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì cũng không phải lo lắng rồi. Đang làm gì đấy? Ê, chó về làm gì đấy? Chào sinh nhá. Chỉ báo một này à? Ô, lúc nào cũng thấy xấu hổ là thế nào nhỉ? Ô thoáng này có vẻ to nhỉ? Hả? Chát trong màu đấy thì nó vừa thôi. Chát vào nữa vừa nữa. Đây, cửa ô thoáng bếp đây, ô thoáng cửa sổ cũng ô thoáng đúng không? Có. Nhớ nhá, để em xem là ống anh đã đặt được như nào rồi nào. Trèo lên được không nhỉ? Ây giờ. Hôm nay đi đường bụi quá, bẩn hết rồi. Xem nào.
tình hình thế nào rồi. Em gửi của anh Phong cho anh xem chưa? Để thông ra nhà, à để rồi đúng không? Thông ra nhà bếp củi. Mình cứ chừa sẵn ra để đấy. Đẹp nha. Trời mặt trời lặn đẹp nha. Một cái để à, đúng chưa nè. Anh Phong thì rất là quan tâm. Cửa à, đây ra bóng ra nhà chính, bóng ra nhà chính đây rồi. Ê, cái ván này các anh dẫm không cẩn thận nhá. Chắc mà. Nói chắc mà đến lúc là bị gãy xong xuống thì mới biết nhá. Dưới thì toàn là gạch kìa. Đây thông phòng ngủ đúng không? Vâng. Phòng ngủ này. Ừ, phòng ngủ được rồi. Cũng chả có bao nhiêu ống đâu mà đúng không? Vâng, còn một ống thông qua ấy, nhà vệ sinh. Ống thông qua nhà vệ sinh thì thông qua từ bếp sang chứ? Vâng. Ừ. Đầu bên kia đó. Qua đầu và gầy bên kia. Ừ, rồi ok. Thì sau này mình đỡ phải khoan đục ở đây này. Thế này thì xem nào. Chuẩn bị lấy cát thôi nhỉ. À, bây giờ chuẩn bị để cho thợ làm mái trước. Làm mái xong á, xong mới chát thôi. Làm mái xong mới chát, cứ phương án là làm mái xong mới chát đi. Nào, cứ gọi trước cũng được. Gọi trước cát lên nhá. Vâng. Mình ở đây thì mình vật liệu rất là chủ động mọi người ạ. Đấy, cho Khâm thì vật liệu thì gần như thì là gọi thì là độ khoảng 2-3 tiếng là có rồi. Và mình không phải mất công vận chuyển vật liệu thì rất là yên tâm là vật liệu lên thì mình rất là chủ động thôi. Làm đi, xong là đang có một cái vấn đề rất là cấp thiết vì mọi người góp ý cho em rất là nhiều. Ừ, thế nếu mà có thể là Ami xuống để anh em mình bàn bạc một tí đi. Mấy phút thôi. Đấy. Ở cái chỗ bể phốt. Mình xem phương án làm nào là có đảm bảo không. Đấy, bây giờ thì Khâm nhận được rất là nhiều góp ý từ mọi người thì là đấy, phải ghi hình lên chỗ nào tốt, chỗ nào xấu cũng phải ghi hình lên thì mọi người mới góp ý thì mới biết được sai còn sửa hoặc là khắc phục ra sao cho hợp lý. Kia là ô thoáng nhà tắm à? Ừ. Bụi quá mọi người ạ. Thực sự thì không phải là làm khó anh em đâu. Nhưng mà cái bể phốt của mình thì cũng gặp nhiều cái góp ý của các bác trong vấn đề thợ xây lắm. Riêng cái phần đặt ống, anh đặt ba cái ống này là đã không được rồi nhá. Không được. Anh đặt ba cái ống bằng nhau thế này làm sao được? Vẫn còn một hàng gạch nữa. Hả? Vẫn còn một hàng gạch nữa. Ba cái ống này. Về anh nghiên cứu lại xem. Các cái ống là xếp thứ tự là nó thấp hơn nhau đấy. Không phải đặt ba cái ống bằng nhau nữa đâu. Cái này là vấn đề nhỏ thì xử lý. Nó dễ. Nhưng cái vấn đề mà các bác đang góp ý này. Tại sao hôm nọ xây xong không đợi em lấy cát lên chát trước mà lại xây ngăn luôn thế này? Bây giờ thì chát đánh xi tinh kiểu gì? Đấy. Ờ. Dùng cái bánh lam sơn kia đó. Đấy. Bây giờ thì đang có bác góp ý cho là phải đập đi. Đập thì đập được thôi nhưng mà sẽ mất công. Bởi vì là mình làm là chưa đúng kỹ thuật. Có bác thì vẫn bảo là chát
đánh được nhưng mà sẽ rất là vất cho các anh. Ví dụ như là ở đây các anh làm kiểu gì nào, hai cái chỗ này không gian diện tích một người xuống đấy, đủ một người xuống, nhưng bây giờ làm sao mà chát được ở dưới lên. Anh thử xem nào. Được. Anh thử xem được nhưng mà phải nó chuẩn. Rồi bây giờ chát kiểu gì, ngồi xuống chát thế này á? Vâng. Ngồi xuống chát lên. Vâng. Bây giờ chát nữa thì nó lại càng vào thu và nhỏ. Có không gian làm không? Đấy. Thế cái này ai dạy anh là ngăn trước cái này? Em thì em không có kiến thức trong xây dựng. Anh lên thì thấy anh là ngăn sau ngồi. Trước là cái trên nhà anh là đã xây ngăn xong mới chắc. Tưởng là cứ làm như... Cái nhà anh là to hơn cái này một tí nhỉ? To hơn một tí thôi. Bây giờ các bác đang bảo là nếu mà như thế thì sợ rằng là chát không được và đánh xi tinh các thứ nó rất là khó, và có làm được thì làm được nhưng mà nó sẽ sợ rằng là nó ngấm ra ngoài. Thế được ngăn trong này ra nhưng mà nó khóa vào đúng rồi. Hả? Khóa cái gì? Xây khóa luôn à? Vâng. Từ đầu là xây khóa luôn á? Từ ngăn này sang ngăn này. Hả? Ngăn nào? Ngăn này sang ngăn này là khóa. Khóa gạch hết rồi à? Vâng. Trời ơi, ông này ông đau đầu cái bể phốt này đấy. Thưa mọi người là cũng không muốn làm khó anh em đâu, nhưng mà bây giờ thì các bác góp ý thì sẽ gọi cho Khâm, gọi là những bác góp ý thôi nhé, chưa nói là những người mà không thích Khâm là người ta gọi là người ta mắng Khâm. Thật sự thì bây giờ làm thì mình phải sử dụng được cái bể phốt này. Đấy, mọi người có những cái kiến thức kinh nghiệm hơn thì cũng thể góp ý cho Khâm. Bây giờ thì anh Mì và anh Mì sẽ chát được, đánh xi tinh mọi thứ được ổn. Theo các bác thì là có đảm bảo được không? Bây giờ đã chát thì anh sẽ phải chát hết các cái ngăn. Không thì đập ngăn bé đi. Hả? Xong là chát xong lại xay lên nữa. Đập cái ngăn bé này á? Vâng. Đấy, bây giờ thì ngăn này là có thể là làm được. Đấy, ngăn này có thể làm là chát ổn. Nhưng mà ngăn này, hai ngăn này thì bây giờ anh xuống thôi là đủ không gian của anh rồi. Bây giờ anh làm. Nhưng mà ở chỗ ở cái bệ phốt này thì nó đọc lên trên một tí thì là đá to nữa. Ừ, biết rồi. Em biết là đá to rồi thì em mới bảo mọi người không có đào nữa, mất quá nhiều công sức ở đây rồi. Làm bằng thủ công hết các bác. Mang cái máy xuống thì có đục được có mấy viên thôi. Thì em rất là thương mọi người. Nhưng cái hôm anh xây lên, đáng lẽ thì em cũng bảo là xây cái bể xong chát đã, đợi em lấy cát lên mình chát đã, nhưng mà hôm anh lên lại xây ngăn luôn. Vâng. Đấy. Anh Mỉ anh lại xây ngăn luôn. Thì mình xây diện tích này cũng được, mình xây cao lên để chứa thêm nước. Với lại các bé thì cũng ba bé thôi, không anh Phong với lại các bác xây dựng cũng là chẳng có, không cần thiết quá to quá rộng. Nhưng mà bây giờ là vấn đề là mình phải xây xong bể, là mình chát đánh xi tinh xong là cả cái nền bên dưới cũng thế nhá. Vâng. Nền bên dưới là đổ nền sắt các thứ là ok rồi các bác, đổ nền sắt rồi. Cái vấn đề của mình thì là mình phải chát xung quanh hết, đánh xi tinh hết từ cái nền bên dưới. Đấy. Ok hết. Sau đó mình mới ngăn. Đấy. Vâng. Lúc đó ngăn thì nhiều nơi là người ta không cần chát cái bức tường ngăn này đâu. Vì là người ta làm xung quanh mọi thứ là nó ổn hết rồi. Tức có nghĩa là cái nước thải vệ sinh cái thứ nó sẽ không thể ngấm ra ngoài rồi. Đấy, còn những cái bức tường ngăn này thì mọi người có nhiều người là người ta không có chát chít nữa. Nhưng mà để đảm bảo hơn thì cũng chát chít vào hết thì gọi là phải có công có sức. Thì mình làm công trình đơn giản thì cái bên này mình không cần chát cũng được, nhưng mà mình phải chát cái bể nó ok hết đó. Nội bất xuất, ngoại bất nhập cái nguồn nước thải ra đã. Đấy. Thì cái này không, bây giờ là em hỏi anh Mỉ thôi, trưởng nhóm khắc phục như thế nào. Anh em thoải mái, em thì em không trách ai cả, em thì em không biết. Đấy, nếu mà em biết thì em giỏi thì em đã bảo từ đầu các anh là quán triệt luôn là xong thì anh làm. Thì cái đó là em cũng sơ suất của em đi. Em cũng không có, bởi vì là trước đây anh Đô với lại anh Và thì kinh nghiệm hơn các anh rất là nhiều. Thì gần như các cái phần kỹ thuật thì em không tham gia với các anh ấy.
em chỉ đến quán xuyến công việc thôi. Yeah, nhưng đợt này thì anh em mình thì ai cũng gần như là cũng trẻ và mới thôi. Vâng. Thì em cũng không kịp thời mà em quán xuyến được cái phần kỹ thuật cho các anh cả. Ví dụ xây thì em cũng chỉ bảo đến quán xuyến thôi. Phần xây làm sao để đâu, ống điện để đâu, thoáng, cửa sổ bao nhiêu kích thước, những cái đấy thì em bảo. Còn về cái kỹ thuật và các anh xây thẳng hay xây cong hay là xây mạch không được trùng, cái thứ đấy là phần việc của đội thợ rồi. Đúng không? Đấy, kể cả cái này cũng thế. Thì cái này là bên kỹ thuật thì em cũng không có rành và anh cũng không để làm mà có thời gian nó góp ý được hết. À, thì bây giờ anh em trao đổi rõ ràng thôi. Giúp thì cũng là giúp cho các bé. Đấy. Bây giờ mình khắc phục được không? Có chát chít được không? Nếu không thì lại phá ngăn bé cái gì thôi. Ừ. Gạch nói khóa thì là nó cũng đơn giản thôi. Gạch này thì phá cũng dễ thôi. Máy nó đục đi là ra. Và chẳng qua là mất công. Ừ. Thế thì các bác toàn là các bác có kinh nghiệm trên 30 năm xây dựng gọi cho thôi. Mấy bác mà gọi kích bác em thì em không nói. Phải thú thật với anh Mỹ thì là em chưa bao giờ là gây áp lực cho anh em thợ cả. Có những lúc bảo anh em là sợ không kịp thì gọi thêm quân, gọi thêm thợ về làm thôi. Đấy, cũng không bao giờ gọi là gây áp lực cho anh em bằng cái câu gắt gỏng hay là quát mắng cái gì cả. Anh em trên tinh thần là cùng nhau nhẹ nhàng làm việc, gặp khó thì tìm vấn đề giải quyết thôi. Đấy. Còn em mới là người chịu áp lực này. Em là một người chủ kênh. Thế các bác thì không nhận được rất nhiều cuộc gọi góp ý. Cũng nhận được những cuộc gọi mà người ta không thích khâm ấy. Người ta bảo là thằng này mày chả biết gì, mày làm cái này là hỏng hết. Các thứ đại loại thì thôi, bác nào góp ý có tính chất xây dựng thì không tiếp thu. Còn bác nào mà không yêu mến nhau thì thôi. Đấy, mình cũng không có cái cọ lại với các bác và cũng không có dành thời gian đấy cho các bác anh mình. Các bác dành thời gian đấy cho mình thì các bác đã tự mất đi một khoảng thời gian đấy của mọi người đi rồi. Bây giờ thì là tập trung vào cái bể này là anh Mỹ sẽ tìm cách khắc phục nhé. Vâng. Cát thì mọi người xây thì có thể là em gọi cát luôn. Chờ khi xây xong cái nhà nữa. Ừ. Thì sẽ khắc phục cái này. Vâng. Tóm lại thì là mình làm mình em ghi hình cũng thế thôi, để mà biết những cái nhược điểm sau cái nhà này thì anh sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Vâng. Đấy, chứ không phải trách em khâm là ơ thằng này mày cái xấu này cũng ghi lên các bác đó. Trước ấy anh và về xây cái bệ phốt của anh ấy cứ tưởng là xây thế thôi. Anh và về sau là có không gian làm rộng hơn. Đúng rồi, bởi vì em bảo là bây giờ các bác mà khâm đập thì có thể là khâm không đập, nhưng mà khâm phải đảm bảo cho ông Mỹ làm sao là chát hết vào. Đấy, bây giờ anh phải làm sao là anh chát ok hết, anh đánh xi tinh được gọn gàng hết. Tức là đảm bảo được cái lượng nước thải nó sẽ không ngấm ra, vâng. Nó không dò gì ra. Vâng. Đấy, bây giờ anh bảo anh chát được chỗ này, anh đánh xi tinh được bóng lộn hết chỗ này, cả đáy nhá. Đúng. Đấy, cả đáy nhá, cả phần đáy nhá. Thì anh làm được ok hết thì em không cần bắt anh phá đâu. Đấy, thì các bác cũng phải thông cảm rằng là tất nhiên thì mọi người làm đúng kỹ thuật, mọi người làm lâu năm thì mọi người sẽ thấy là mấy cháu này nó thô sơ quá, làm như này nó không được đảm bảo, nhưng mà thực sự thì là bây giờ khắc phục thôi, bây giờ mình tìm cách khắc phục thôi. Tất nhiên thì đến cái cuối cùng nó vẫn là cái sử dụng được. Vâng. Đấy. Thế chờ sai xong cái nhà đó. Ừ. Cái này sửa xong. Ừ. Thôi, thế này cái này thì là cái mà mấy hôm nay em không định nói luôn đâu, nhưng mà để mà giải đáp cho các bác rằng là anh em sẽ khắc phục thì mọi người yên tâm. Đấy, các bác góp ý cho thì cũng tốt thôi. Các bác thì cũng vì các cháu bé mồ côi thôi mà. Anh em mình khâm ở đây cũng vậy, A Mỉ thì cũng dẫn khâm đến. Phần nào thì cũng biết người ta khổ rồi mới dẫn em đến, đúng không? Đúng. Đấy, thì thành ra là mình cố gắng làm sao là làm trọn vẹn hết cái trách nhiệm và cái công việc của mình. Để rút kinh nghiệm nhé. Vâng. Về sau đi xây nhà người Mông thì không có bể phốt. Anh công nhận không? Nhà người Mông thì không phải là 100%, mà ở trên xóm này gần như là 4 bức tường vào thôi. Đúng rồi. Công trình phụ họ không có. Nhà nào có điều kiện thì họ làm, còn không thì gần như là không làm. Thì những cái này các anh cũng ít va vấp. Đấy. Thế quyết định như vậy nhỉ? Vâng. Nhá. Vẫn phải làm ok nhá. Vâng.
Còn về cái phần đặt ống thì hoặc là các bác có biết thì góp ý cho Khâm. Từ đây thấp hơn cái bên này, từ đây tới sang bên này nó phải là cao hơn đúng không? Cao hơn cái bên kia ra bên kia đúng không? Vâng. Cái này Khâm cũng không có biết mọi người ạ. Thành ra thì không phải là chia sẻ lên để mọi người cười đâu, mà cháu Khâm không giấu dốt gì. Cái này có thể nghiên cứu trên mạng ra được. Thế rồi đặt cái ống này sang ống này, ống này sang này, phải có cút nữa đúng không? Mua cút chưa? Đợt nọ chưa mua đâu đúng không? Mua rồi. À, em có chậm tiền anh nghìn nào không nhỉ? Mấy cái đồ này này. Dạ, mày ba cái cúc hết 90 nghìn. À, là em chưa đưa đâu đúng không? Vâng. Một cái là 30 nghìn. Là ba cái là 90 nghìn này. Vâng. Là cái đấy em chưa đưa đúng không? Vâng. Đấy đưa luôn xong sợ lại quên. Đưa luôn chứ không các anh lấy đâu tiền. Rồi, để hôn khác á. Anh em mình vẫn còn nhá. Không quên đấy. 90 nghìn à? Vâng. Đưa luôn cái không cái đồ nào vật liệu thì phải là hơi rách một tí đi bơm xăng cũng được. Cái đồ nào mà về vật liệu thì phải bảo em. Vâng. Cái nó phải rõ ràng nha. Đấy, 3 cái cút là 90 nghìn đúng không? Vâng. Ừ. Đấy thì là cái vấn đề bể phốt nhá. Mọi người bảo không phá luôn đi là gây áp lực cho thợ quá. Bây giờ xuống bảo là mọi người góp ý cho vào các bác thì xây 30 mấy năm rồi các bác thấy như thế không được bắt phá luôn. Không là các bác không xem video nữa là mày không có khán giả đâu. Thật sự thì mọi người ạ, bây giờ mình khắc phục thôi. Và các bác có kinh nghiệm thì có thể góp ý cho anh em mình thêm. Còn anh mình đảm bảo mà chát được bóng lộn, đánh xì tinh ok hết, nước không ra ngoài thì cái đó cố gắng làm được thì tốt. Còn không mà đến đâu mình vẫn phải xử lý đến đó thì chấp nhận. Anh Phong hôm nào cũng góp ý cho là bây giờ chat thì chat khó đấy, chứ cũng không đến nỗi là nước sẽ ngấm ra ngoài. Thế nhá, để tránh mất thời gian quá nhiều vào đây thì anh đi làm việc nhá. Vâng. Còn cái bể phốt này thì là sẽ xử lý. Vâng, chắc chắn là sẽ xử lý, nhưng mà bây giờ cũng phải có cát đã chứ mọi người. Thử chat đã không được thì mới phải tiếp tục là sử dụng biện pháp nặng hơn là phá cái bức ngăn đi đúng không? Vâng. Thôi rút kinh nghiệm vậy. Vâng. Sau này đi làm nhà phố mới được chứ. Áp báo lên trên rồi. Cảm ơn. Nhão quá. À? Xe nghe. Hiện tại mặt trời sắp lặn rồi. Cứ cái thời tiết như thế này đẹp đẹp như thế này thì cái view của các bé rất là đẹp của bác. Đấy. Mặt trời sắp lặn. Cách đây 2 tuần, 3 tuần. Ở đây anh em mình có nói đấy. Cũng chỉ là một cái bãi đất của ông trẻ thôi. Nhưng mà bây giờ là mỗi ngày đã một khác rồi. Không nghĩ rằng là 1 tuần nữa, 2 tuần nữa nó còn là những cái gì mới hơn. Và tháng nữa thôi. À, thì biết đâu rằng là cái ngôi nhà đã được bàn giao rồi. Sau này sẽ còn rất là nhiều cái ý tưởng mà Khâm muốn giúp các bé ở chính cái mảnh đất của các bé này. Bây giờ là mảnh đất của các bé rồi, mình cũng ông trẻ cho thì cũng đã cho rồi. Đấy, sau này là mảnh đất của ba bé nữa thôi. Còn rất là nhiều những cái ý tưởng để kèm cặp và giúp đỡ các bé sau này ở trên chính cái mảnh đất này này. Đấy, không biết rằng là có thể thực hiện được không. Mong sao rằng là cô bác anh chị sẽ tiếp tục ủng hộ. Cái này hai ông phụ cũng vất phết nhỉ. Mà ông ở dưới, mà ông ở trên. Anh báo là móc cả gạch lên đúng không? Đúng. Nhìn các bác xem là đội thợ xây có ổn không. Khâm thì vừa từ nhà của em Cương Nga ra đây cơ. Em Cương Nga thì cũng hòa hoàn cảnh mồ côi.
được may mắn là được chính quyền nhà nước giúp đỡ cho em cái ngôi nhà, nhưng mà không may mắn được như các em bé bên này là được chát chít, được đủ đầy đâu. Hiện tại thì cũng phải thú thật các bác là sáng lên là vừa nãy thôi, không phải sáng đâu, cũng lên cố gắng kêu gọi thêm cho em mấy cái kinh phí để giúp em làm cái bếp, cái nhà vệ sinh. Vì bây giờ cái nhà là xây xong cũng chỉ có bên trong cũng có ngăn phòng, nhưng mà cũng quay quanh lại thôi, cũng xây thô như này, không có chát chít, không có ốp nền. Cũng may mắn là có được cái mái tôn xốp, có cửa giả ok rồi. Thế nhưng là cái phần bếp các thứ là cũng chưa có. Đấy, ở đây thì không thiết kế là cũng thiết kế bếp ga các thứ hết rồi đấy. Bếp ga công trình phụ ngay góc bên kia rồi, ok hết rồi. Thế thì cái phần bếp củi thì thưa mọi người thì là sẽ sau khi là xong nhà thì không sẽ tiếp tục là không có làm lên. Đấy, cái đấy thì sẽ bóc tách công với anh em thợ. Nhưng mà hứa với các bác rằng là cái kinh phí còn dư ra thì sẽ làm vào cái bếp đó. Đấy thì là trước mắt thì cái kinh phí thì đủ để không triển khai xây dựng nhà cửa thôi. Chính vì vậy mà các bác cũng hết sức thông cảm. Đấy, có bác thì nói là tại sao không làm luôn. Mọi người là cũng có nhiều, rất là nhiều bác là không phải không lên video, không lại nói các bác là như thế xấu đâu. Mà là mọi người, nhiều người cũng đặt vấn đề rồi là gây những cái rất là gấp ấy. Đấy, phải nói là các bác không làm luôn, sao không làm luôn, để giờ để giang ra xong rồi này kia. Nhưng mà mình phải cân đối kinh phí đó mọi người. Nếu mà sau này thì có thiếu thì lúc đấy biết là kêu ai đó. Thì trước mắt thì là cứ cái kinh phí của mình để mà làm nhà thì mình cứ phải hoàn thiện cái ngôi nhà nó xong đó. Đấy, đợi quay trở lại cái ví dụ như Cương Nga, tại sao không phải nhắc đến em ấy, bây giờ mọi thứ có cái nhà ở ngủ thôi, bếp núc công trình phụ chưa có. Đấy, thì để chứng tỏ với các bác rằng là ở đâu đó các bé mồ côi ngoài kia thì người ta vẫn còn có cái nhà là rất là ok rồi. Ở đây mình cũng có bếp rồi thì mọi người cũng không quá là vội vàng đâu. Đấy, không quá là vội vàng gây cho anh em mình cảm thấy là sốt sáng đâu mọi người ạ. Không phải là bếp củi là không có nấu ăn đâu, tới này có bếp ga nấu nướng ok rồi. Đấy, và có một điều là có bác nhà hảo tâm ở nước ngoài tài trợ ga cho, mà mọi người yên tâm đi ạ. Trời mùa đông thì tối sẽ rất là nhanh, bây giờ vào thời điểm 5 giờ kém, mặt trời là chắc là độ khoảng 15 phút nữa là lặn rồi. Hôm nay không đến đây cập nhật tiến độ xây nhà của các bé mồ côi, cũng như là có một vài cái công việc theo dõi anh em làm xem như thế nào. Hai nữa thì là cái góp ý cũng khá là nhiều bác về cái vấn đề bể phút, thì mọi người cũng hết sức là yên tâm thôi. Hiện tại đang trong quá trình xây dựng, hiện tại là chưa phải là cái cuối cùng, nên là mọi người nếu mà có thấy anh em mình làm chỗ nào mà có sai quá thì cũng nhẹ nhàng góp ý cho anh em mình thôi. Anh em mình sẽ khắc phục, sửa đổi và rút kinh nghiệm. Đấy, chứ hiện tại đã là chưa phải là cái sản phẩm cuối cùng. Sau này khi mà cháu Khơn mà hôm nay chính thức bàn giao nhà, gắn biển, lúc đó quay tổng thể cho các bác xem chỗ nào mà còn chưa tốt, thì lúc đấy mọi người có chê có trách thì anh em mình cũng chấp nhận. Còn thời điểm hiện tại thì cũng mong sao là nhận được những góp ý thôi, những góp ý nhẹ nhàng của các bác để anh em mình khắc phục giúp đỡ thôi. Chứ không giúp các bé mồ côi, thú thật thì là cái nhà điều kiện thuận lợi nhất từ trước đến nay, mặt đất bằng phẳng, ông trẻ nhiệt tình, mỉ thì cũng nhiệt tình, anh em thợ thì không ai gọi là kêu ca này nọ cả. Hai nữa thì là vận chuyển vật liệu không mất một đồng nào, xe vật liệu trực tiếp đổ nước tại chỗ. Đấy, đó là những cái rất là thuận lợi rồi. Nhưng tuy nhiên thì bây giờ thì không, con ốm các thứ các bác cũng không cảm. Con thì ốm, cả mẹ, hôm nay là cả mẹ cũng bị tiêu hóa, tức nghĩa là cả tối qua là đau bụng đi ngoài cả tối. Bé thứ hai đang tim mẹ, vừa mới ra viện thôi là
cũng không may bị tiêu chảy. Đấy, cũng mua thuốc rồi, tuy nhiên thì cũng phải là uống vào là khỏi luôn đâu. Thì lại không vất cái này thì lại vất cái kia. Đợt rồi sức khỏe không lại còn hay ốm nữa. Nhưng bây giờ thì đỡ đỡ rồi. Cũng cảm ơn bác sĩ Đạo là gửi thêm thuốc thang. Đấy, thì cũng là cảm ơn tất cả các bác cũng đã góp ý cho những cái bài thuốc truyền thống, những cái bài thuốc dân gian và những cái bài thuốc mà gọi là thảo dược ấy, không cần dùng đến thuốc tây ấy, thì không cũng có thử áp dụng thì cũng thấy là sức khỏe ổn hơn rất là nhiều. Thì cũng cảm ơn các ông các bà quý mến và các ông các bà bảo cho đó. Ok, ngày hôm nay đến đây thôi. Có lẽ là cháu Khâm sẽ tiếp tục ghi hình nhà của các bé mồ côi ở những video khác cho các bác cùng xem nhé. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của tất cả các cô các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.